Con xin kính chào các cô, các thầy giáo trong ngôi trường mình. Con chào các bác phụ huynh, chào ban giám khảo thông minh tài tình. Xin chào các bạn học sinh. Con xin giới thiệu về mình chút nha. Con tên là Lê Quỳnh Hương, lớp 7A một ngôi trường Vân Cảnh, cửa nhóm chăm chỉ học hành, lại hàng đọc sách truyện tranh ly kỳ. Hôm nay đến với hội thi review trang sách Nuôi Hồng Ước Mơ với cả tấm lòng biết ơn, con xin gửi đến thay lời tri ân. Cuốn sách con đọc bao lần vô cùng ý nghĩa và cần sẻ chia. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, chỉ ít ngày nữa thôi là đến ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Mỗi khi nhắc tới ngày này, hẳn trong mỗi chúng ta đều gợi nhớ đến hình ảnh của những anh giải phóng quân mang trên mình quân phục màu xanh tươi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhớ tới những người chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi, đó chính là những chiến sĩ thiếu niên anh hùng, để giúp các bạn có thể hiểu thêm được phần nào về cuộc sống chiến đấu sinh của những thiếu niên trong hàng ngũ vệ quốc đoàn. Hôm nay trong cuộc thi bút review trang sách xanh với những ước mơ hồng, em xin gửi đến thầy cô cùng toàn thể các bạn cuốn sách Tuổi Thơ Dữ Dội của nhà văn Phục Quán. Tuổi Thơ Dữ Dội kể về cuộc đời chiến đấu hoàn toàn có thật của những chiến sĩ thuộc tổ chính xác trung đoàn Trần Cao Vân. Những chú bé chỉ mới chạm 13-14 tuổi đời, mỗi người một hoàn cảnh, song đều chung quyết tâm, nhiệt huyết và lòng yêu nước, tham gia chiến đấu hết mình và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Sách được chia làm 8 phần, mỗi phần là câu chuyện về những người lính nhỏ tuổi khác nhau, đọc để buồn ngủ, ám ảnh và bật khóc với mỗi trang truyện. Với Vịnh xưa, chú bé thượng máy mới bước lớn lên được làm một người công nhân cơ khí như người bác của mình. Em hy sinh trong một tư thế bi hùng, thì sau lần chết, trên người em không một được mái chế cần. Chiếc áo duy nhất em dùng để mộ thân mình và bị một thu đôi. Trên buổi duy nhất em xí ra làm cầu để đánh tín hiệu cho các bạn về kho xăng dặm. Khi ngọn lửa đốt, kho xăng dặm bùng lên, cả hình người nhìn thấy bóng em hung đậm giữa khói lửa xa trường. Cái chết đầy anh dũng và khốc liệt, xúc động biết bao vì tình bạn của Quỳnh và Mừng, hai đứa trẻ có số phận hoàn toàn trái ngược. Một được sinh ra trong gia đình giàu có, và một là đứa con không cha lại nghèo khó, nhưng tâm hồn trẻ thơ và lòng yêu nước trung thành đã kéo chúng lại gần nhau, lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Quỳnh, chú bé sơn ca của cả đội, là con trai duy nhất của quan tầng phủ Huế. Từ bé, cậu đã có thiên phú về âm nhạc, đã từ chức đàn thân yêu rồi dấn thân vào một cuộc chiến đấu nghèo khổ, thiếu thốn nhưng đầy kiêu hãnh. Em ngã xuống ở tuổi 13 vì đói rét, bệnh tật nơi chiến khu nhưng đã để lại cho đời bài ca bất tử sau bao lâu kháng chiến. Câu chuyện của Lượng có lẽ là câu chuyện hồi hộp và thú vị nhất, cũng là có hậu nhất trong tiểu thuyết, vì cậu bé sau này vẫn lớn lên, vẫn còn sống và chiến đấu. Cuối cùng là câu chuyện đau thương nhất, câu chuyện về Mừng. Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội, ngây thơ trong sáng nhất, nhưng lại có cái chết bi thương, đau đớn, ảm ảnh nhất. Cái chết của Mà khiến Mừng đau đớn vô cùng. Khi Mà nói, nếu biết con là Việt Gian thì thà Mà không gặp con còn hơn. Mừng đã gào to tức tưởi, con không phải Việt Gian đâu Mà, nhưng Mà em đã chết mất rồi. Ngay cả trước lúc hy sinh, trên đài liên lạc, sau khi thông báo về phút cuối cùng của cuộc đời, em nói một câu, anh đừng nghĩ em là Việt Gian như anh ý. Đọc xong câu đó, không ai có thể cầm lòng mà không bật khóc. Còn rất nhiều những câu chuyện khác của các đội viên Bồng, Hiền, Tinh Giáp đầy xúc động và anh dũng về những con người đã hy sinh, bất khuất khi chỉ với dòng của chúng ta bây giờ. Những hy sinh anh dũng và bi thương đầy ám ảnh. Đọc xong, chị cảm thấy thế hệ đó quả thực quá dữ dội và khốc liệt, đúng như cái tên Tuổi Thơ Dữ Dội. Đọc để thấy chúng ta có được tuổi thơ hạnh phúc như thế nào, và biết được sự hòa bình trong hiện tại là quá quý giá và đã được trả đắt như thế nào. Đọc để thêm sự dũng cảm và yêu nước. Cuốn sách hiện đang có tại tất cả các nhà sách trên toàn quốc, mời các bạn cùng tìm đọc. Phần thi book review trong sách xanh Nuôi Dưỡng Ước Mơ Hồng của con đến đây là hết. Con xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô giáo, các bác phụ huynh và các bạn học sinh. Con xin kính chúc các thầy cô giáo, các bác phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công rực rỡ.